Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Tuần Casino. Thì những anh em nào ấy mà đang muốn tìm kiếm cho mình đến các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp chính hãng của bên Tấn Tuần Casino ấy, hoặc anh em nào mà đang muốn mua sở hữu cho mình các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp tốt nhất, mới nhất, hiệu quả nhất hiện nay trên thị trường, thì anh em có thể là vui lòng nhấc điện thoại của mình lên và gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình. Đấy, hoặc là anh em có thể là kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được. Sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu kỹ hơn về các cái dòng sản phẩm và hướng dẫn cho anh em cách đặt hàng nhanh chóng và chính xác nhất anh em nhé. Thì ngoài ra thì anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi, anh em điện đến số hotline trên, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các bộ sản phẩm luôn. Thì ở trong cái clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuần Casino sẽ mang đến giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm bát hình sóc đĩa bịp. Đấy, một cái dòng bát tự động cho anh em cùng xem qua với cái mẫu bát này. Anh em thấy không? Cực kỳ là rõ nét cho anh em luôn ạ. Đấy, thì cái sản phẩm này ấy, là một cái dòng sản phẩm bát hình mới nhất hiện nay, nó sử dụng công nghệ mắt camera mới nhất cho anh em và có thêm một cái công nghệ mới mà nhiều anh em chưa biết đến, đấy là một cái công nghệ giấu tang cho anh em. Đấy, mình sẽ test qua cho anh em xem trước với cái chất lượng của bộ sản phẩm này trước này anh em, thấy không ạ? Về sấp đôi này, đấy cực kỳ là ok cho anh em luôn. Đấy, anh em thấy không, rất là rõ nét luôn anh em nhé. Đấy, sấp đôi cho anh em 100% này. Đấy, thì khi anh em sử dụng cái sản phẩm này, anh em có thể là người chơi tay con hoặc anh em có thể là người đi sấp cái. Đấy, anh em đều có thể sử dụng được một cái sản phẩm cực kỳ là ok luôn, tứ tử trắng cho anh em này. Anh em thấy không ạ? Rất là rõ nét luôn, riêng về cái độ rõ nét của nó thì không phải bàn rồi. Thì đây là một chiếc bát tự động. Đấy, chính vì thế anh em để ý nhá, mình úp bát xuống này là mắt camera nó đã hoạt động rồi. Đấy. Anh em kiểm vật sóc cái này. Anh em hạ bát xuống là nó đã biết là về sấp đôi rồi. Anh em thấy không? Sấp đôi này. Chuẩn chưa? Nét chưa? Đấy, thì cái sản phẩm này khi anh em sử dụng là nó sẽ có một chiếc bát đây và một chiếc màn hình soi cho anh em. Thì đây là một chiếc màn hình soi của nó. Thì cái màn hình soi này nó có nhiệm vụ là soi ở trong bát này là biết là về chẵn hay về lẻ. Đấy, anh em có thể là sử dụng cái màn hình soi này ở cái khoảng cách là từ 10 đến 15 mét cho anh em. Thì ví dụ như khi anh em sử dụng cái màn hình soi này mà anh em không kịp soi ở trong bát nó chữ đang là cái gì mà nó đã chuyển sang màn hình này rồi, thì anh em muốn xem lại, anh em chỉ cần bật xoay nhẹ bát một tí là anh em có thể là xem lại được rồi anh em nhé. Đấy, vô cùng là đơn giản, dễ sử dụng như thế cho anh em thôi. Đây, mình sẽ test lại cho anh em xem này. Đấy, anh em thấy không ạ? Về ba đen này. Đấy, riêng về độ chuẩn xác của cái dòng bát hình này thì như anh em đã biết là độ chuẩn xác nó mang lại cho anh em là 100% khi sử dụng luôn. Đấy, nó không có sai sót gì cả. Đấy, không có tình trạng gọi là 50-50 hay là tình trạng phản. Đấy, mà nó chỉ có dịch dạng chuẩn xác 100% cho anh em khi sử dụng thôi. Đấy, chính vì thế nên là khi anh em đi chơi mà anh em đưa bộ bát này vào sử dụng là hiệu quả 100% cho anh em. Thì đây, ví dụ như một cái tiếng về ba trắng như thế này thì nhiều anh em cũng có nói với mình là bây giờ ấy là người chơi người ta cũng khôn lắm rồi, người ta không còn như ngày xưa nữa, cho nên là khi mà anh em đưa được bát đĩa vào ấy, người ta sẽ kiểm tra đủ kiểu luôn. Đấy, ví dụ như khi đây mình sẽ cho anh em cùng xem một cái mẫu bát hình cũ nhá. Đấy, mình sẽ cho anh em xem một cái mẫu bát hình cũ ấy, để cho anh em thấy được. Đấy, đây là một cái mẫu bát hình cũ của nó này anh em, thấy không ạ? Mẫu bát này thì bên mình thì không còn bán, còn rất là ít hàng tồn kho thôi, tại vì rất ít người sử dụng. Thì anh em cùng xem khi mình soi đèn vào cái mẫu bát cũ này, phần đít bát anh em thấy không ạ? Soi đèn này hoàn toàn là không soi được, đúng không ạ? Nhưng mà khi anh em sử dụng cái mẫu bát mới này này, anh em soi đèn đi bát nhá. Ủa ấy, anh em thấy chưa? Soi thoải mái luôn. Đấy, tại vì sao? Tại vì những cái mẫu bát cũ ấy, những cái mẫu bát cũ nhá, thì khi anh em sử dụng này là người ta đã làm một cái vòng đồng bảng mạch ở sau đít. Đấy, chính vì thế nên anh em soi đèn hoàn toàn không thấy. Nhưng mà cái bát này nó sử dụng cái công nghệ giấu tang mới nhất cho anh em. Chính vì thế nên là khi anh em soi đèn thử nam châm thoải mái luôn, hoàn toàn là không thể phát hiện ra được. Đấy, anh em soi như một chiếc bát triệu bình thường anh em nhé. Đấy, nó giống y như một bát triệu bình thường anh em luôn, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Thì ngoài ra thì ví dụ như là khi anh em đi chơi ấy, không may anh em mở bát mà nó vỡ bát ấy, thì bên mình cũng bao cho anh em là không phát hiện ra tang. Tại vì tang của nó này
tang của nó thì làm rất là nhỏ, nó chỉ bằng đầu ngón út này thôi đấy, bằng gần bằng một đốt ngón út này mà làm cực kỳ là nhỏ. Chính vì thế là khi vỡ thông thường thì không thể phát hiện ra tang, trừ khi là anh em dùng vật cứng nhá. Đấy, mình nói luôn là anh em dùng vật cứng mà anh em đập vào á, anh em đập nhỏ ra để tìm tang của nó thì chắc chắn là sẽ phát hiện ra tang rồi đấy. Nên anh em lưu ý một cái điều đấy giúp mình. Thì khi anh em đi chơi sử dụng, anh em là tay cái tay con, ví dụ anh em là tay con ấy, thì anh em có thể sử dụng trực tiếp cái màn soi này, anh em đứng anh em soi hoàn toàn ok. Người cái người ta sóc xong thì anh em soi thôi đấy. Nhưng mà ví dụ như anh em là tay cái, anh em đi sóc cái thì không thể là anh em rút điện thoại này ra soi đúng không ạ? Thì mình sẽ chia sẻ với anh em là anh em nên có một người, khi anh em đi sóc cái thì sẽ có một người gọi là người của anh em, đồng minh của anh em đấy, soi cho anh em là về chẵn hay về lẻ đấy. Ví dụ là người đó có thể giả vờ là người chơi đấy đấy, ví dụ về chẵn thì người ta đặt sang lẻ, mà về lẻ người ta đặt sang chẵn đấy, người ta chỉ cần đặt một ít tiền là anh em mới biết là về chẵn hay về lẻ. Ngoài ra thì anh em cũng có thể là cho người đó ngồi khoảng cách từ 10 đến 15 mét là soi cho anh em, sau đó báo phím cho anh em qua tai nghe hoặc qua phím rung đấy, hoàn toàn là đều có thể ok. Thì anh em sử dụng thì cực kỳ là nét rồi đấy, sấp đôi cho anh em này. Anh em nếu không có một cái bộ sản phẩm nào mà chuẩn xác mà nét được như này, cực kỳ là ok cho anh em luôn. Anh em sử dụng thì nét rồi. Thì về cái mẫu mã của cái bát này ấy, thì anh em hoàn toàn yên tâm giúp mình. Thì hiện tại bên mình có rất là nhiều mẫu mã cho anh em lựa chọn. Ví dụ như đây là một cái mẫu bát nhựa hoa này đấy, hay như một cái mẫu bát sứ trắng tinh cho anh em đấy. Đấy là những cái mẫu mã và rất là nhiều mẫu khác bên mình có sẵn anh em nhé. Thì ngoài ra anh em có thể là đặt làm theo yêu cầu của anh em được đấy. Anh em muốn làm cái mẫu bát như thế nào, anh em chỉ việc nhắn tin qua Zalo cho bên mình sẽ kiểm tra và tìm mua cái mẫu bát đó làm chuẩn y 100% cho anh em luôn. Ngoài ra thì anh em cũng có thể là gửi trực tiếp đấy, gửi trực tiếp mẫu bát từ chỗ của anh em lên cho bên mình đấy, để bên mình làm trực tiếp vào cái bát mà anh em gửi, sau đó gửi về cho anh em, rất là ok anh em nhé. Bên mình có thể làm tất cả mẫu bát theo yêu cầu của anh em. Thì ngoài ra thì tất cả bát của bên mình đều có chế độ bảo hành riêng cho anh em, lỗi một đổi một nếu như lỗi là do bên mình sản xuất, ví dụ như là bị lỗi camera mờ đấy không lên camera, hoặc là ví dụ như là lỗi mà pin hết nhanh đấy, thì anh em có thể là lỗi một đổi một cho anh em. Nhưng mà ví dụ như khi mà anh em làm vỡ bát sứt mẻ bát rồi thì hoàn toàn là bên mình không bảo hành anh em nhé. Anh em lưu ý một cái điều đấy giúp cho bên mình. Thế anh em nào mà muốn đặt mua cái sản phẩm này, điện trực tiếp đến số hotline hoặc cũng có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo đến các cái số hotline này thì sẽ có người tư vấn hỗ trợ cho anh em đặt hàng. Thì những anh em nào mà ở gần cơ sở thì có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình có hai cơ sở, cơ sở 1 bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Anh em đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm luôn. Đấy. Thì còn những anh em nào mà ở xa, bên Tấn Tuân Casino sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì khi anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền đấy. Còn những anh em nào mà không tin tưởng thì hãy cứ đến trực tiếp cơ sở đấy, sẽ luôn luôn có người tiếp đón anh em. Thì ngoài các sản phẩm này ra, bên mình còn rất nhiều sản phẩm khác liên quan đến cờ bạc bịp, như là về sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu hay là bài lá đấy. Anh em mà quan tâm muốn mua cho mình những cái sản phẩm nào thì hãy nhấc điện thoại của mình lên và điện đến số hotline trên màn hình cho mình đấy, sẽ có người tư vấn cho anh em cụ thể từ A đến Z luôn. Thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà cảm thấy video của mình hay ấy, thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.